Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine. Ngoài 3 UAV trên, phía Nga tuyên bố họ còn bắn rơi 9 UAV nữa của Ukraine trong cùng ngày. Không những vậy, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko còn cho biết quân đội Nga đã phá hủy một đơn vị phòng không S-300 của đối phương. Trong khi đó, trang web Bộ Quốc phòng Ukraine chưa cập nhật tin vào chiều ngày 17 tháng 3. Tin của họ vào ngày 16 tháng 3 thì cho biết phòng không Ukraine vào ngày 15 tháng 3 đã bắn hạ 3 máy bay quân sự của Nga, trong đó có 2 chiếc Su-34. Phía Ukraine còn tuyên bố họ đã bắn rơi 1 máy bay trực thăng, 3 UAV chiến dịch chiến thuật và 2 tên lửa đạn đạo của đối phương.